Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo phận Phú Cường. Tin giáo phận Phú Cường. Mừng kính trọng thể lễ kính Thánh Giuse bổn mạng giáo phận. Thánh lễ mừng kính Thánh cả Giuse bổn mạng giáo hội Hoàng Vũ, giáo hội Việt Nam và cũng là bổn mạng của giáo phận Phú Cường được cử hành trọng thể vào lúc 5 giờ sáng ngày thứ Sáu, 19 tháng 3 năm 2021 tại nhà thờ Chánh tòa Phú Cường do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự. Cùng trong dịp này, Cộng đoàn Giáo xứ Phú Cường hiệp nguyện và mừng bổn mạng Đức cha Giuse kính yêu, quý cha cùng với quý ông nhận Thánh Giuse làm bổn mạng. Mừng kính Thánh cả Giuse, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm mẫu gương nhân đức của Thánh Giuse qua cuộc đời trần thế của Ngài. Thánh Giuse đã sống trọn vẹn cuộc đời mình trong sự vâng phục tuyệt đối vào Thánh ý Thiên Chúa. Thánh cả Giuse hình ảnh một người cha dịu dàng, người cha luôn vâng phục Thánh ý Thiên Chúa, người cha luôn can đảm dấn bước qua bao gian nao thử thách, che chở bảo vệ gia đình thánh gia. Từng phút giây của cuộc đời luôn sống đời cầu nguyện để lắng nghe và vâng phục Thánh ý Thiên Chúa, cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa Giêsu. Thánh cả cũng đã trải qua cuộc đời sống trần thế với nhiều biến cố trong cuộc đời mình, trong sự vâng phục trọn vẹn vào Thánh ý Chúa. Cách rõ nét nhất chính là đón nhận Đức Maria làm bạn đời dù Đức Mẹ đang mang thai. Thánh Giuse đã vâng phục và tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa, không chút do dự hay hoài nghi. Thánh cả đã tham dự và hoàn tất trọn vẹn vai trò của người cha dương thế, dưỡng nuôi yêu thương và bảo vệ gia đình thánh gia. Trong sự âm thầm lặng lẽ, Thánh cả Giuse luôn đồng hành cùng Chúa Giêsu bằng tất cả tình yêu và sự tín thác. Mừng kính Thánh cả Giuse, Đức cha mời gọi từng người không chỉ chiêm ngắm mà hãy noi gương Ngài để nhanh đáp tiếng xin vâng khi Chúa mời gọi. Vâng lời và thực thi Thánh ý Chúa tức khắc, không do dự, không lắng lo. Vì Chúa đã luôn hoạch định mọi điều tốt đẹp cho từng người con của Ngài. Đức cha đã cùng cộng đoàn nghiệm suy về những giấc mơ của Thánh Giuse. Những giấc mơ ấy chính là sự thao thức của Ngài. Luôn khát khao, lời Chúa gọi mời và sẵn sàng thực thi Thánh ý Thiên Chúa, không do dự, không thắc mắc và mau mắn vâng lời và thực thi theo như Chúa muốn mọi sự. Qua đó, Đức cha mời gọi cộng đoàn hãy luôn tìm Thánh ý Chúa, lắng nghe tiếng Chúa mời gọi để mau mắn đáp tiếng xin vâng như xưa Cha Thánh đã thực hiện mọi điều Chúa muốn qua những giấc mơ của Ngài. Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn hãy luôn hướng về điều tốt đẹp. Mỗi người hãy có những ước mơ của cuộc đời mình và cố gắng để làm đẹp ước mơ, thực thi những ước mơ đẹp. Ước mơ cao thượng, ước mơ lành thánh, để góp phần làm xã hội ngày càng tốt đẹp hơn và góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp, an vui, một thế giới hòa bình, hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa. Trước khi thánh lễ kết thúc, đại diện Hội đồng Mục vụ chúc mừng bổn mạng Đức cha Giuse, quý cha cùng với tất cả những ai nhận Thánh Giuse làm quan thầy. Ước mong Thánh Giuse, bổn mạng của giáo phận sẽ ban ơn phụ trợ cho giáo phận chúng ta. Bày tỏ niềm vui trong ngày lễ trọng đại này, Giáo xứ Chánh tòa đại diện giáo phận kính tặng Đức cha kính yêu và quý cha những bó hoa tươi thắm. Một điểm tin giáo phận Phú Cường của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.